Được rồi các cậu, đừng la hét nữa. Tôi sẽ chữa cho tất cả mọi người. Đau quá, đau quá. Tôi chịu không nổi nữa rồi. Làm ơn chữa cho tôi trước đi. Được rồi, tôi tới ngay đây. Chết tiệt thật, biết bao giờ mới chấm dứt những cuộc chiến tranh kinh hoàng ở hành tinh chúng ta. Tất cả là do lũ quái vật ngoài hành tinh đó gây ra. Tôi căm thù bọn chúng. Này, bác sĩ cameraman, không hay rồi. Hả? Có chuyện gì xảy ra nữa? Chúa tể tài tình cameraman của chúng ta đã bị thương ngoài chiến trường rồi. Ngày ấy to quá, chúng tôi không đem ngày ấy về đây được. Mau lên, bác sĩ cameraman, hãy nhanh chóng ra chiến trường chữa cho ngày ấy đi. Cái gì chứ? Vậy còn những cameraman khác bị thương ở đây thì sao? Bây giờ ngươi còn phân vân tính mạng của bọn chúng với tính mạng của chúa tể hay sao? Mau đi, nếu không ngày ấy sẽ trừng phạt ngươi bây giờ. Chết tiệt thật. Được rồi, ta sẽ ra ngoài chiến trường giúp đỡ ngày ấy. Còn ngươi hãy giúp ta trông coi những cameraman bị thương kia đi. Chết tiệt thật, chiến trường cách đây không xa, nhưng mình phải di chuyển qua những khu vực giao tranh nguy hiểm. Hy vọng mình di chuyển từ đây tới đó sẽ không gặp được cuộc chạm trán nào. Gì vậy? Tỉnh rồi kìa. Chết tiệt. Mình các ngươi là ai? Cái quái quỷ gì đây? Là lũ quái vật ngoài hành tinh xâm lược thế giới của ta. Chết tiệt, các ngươi muốn làm gì? Bọn xấu xa đây. Xấu xa? Nhưng bọn ta không bao giờ bằng loại cameraman của các ngươi đâu. Các ngươi nói gì chứ? Bọn ta đang ở thế giới của mình, các ngươi tới đây xâm lược, bọn ta chống trả các ngươi thì có gì mà xấu? Có lẽ các ngươi không xấu, nhưng tên chúa tể của các ngươi là một tên vô cùng xấu xa. Mấy năm trước, hắn đã kéo quân tới hành tinh bọn ta, bắt lấy ấu chúa của bọn ta, ép bọn ta phải gia nhập đội quân phục vụ dưới trướng của hắn. Cái gì chứ? Hôm nay, bọn ta đã củng cố lại lực lượng, quyết tới đây đòi lại ấu chúa. Không thể nào. Ta là một bác sĩ của loài cameraman. Ta đã trị thương trong đội quân này từ rất lâu rồi. Ta chưa bao giờ nghe tới thông tin này. Thì ra ngươi là một tên cameraman trị thương à? Được rồi, bọn ta sẽ tha mạng cho ngươi, để cho ngươi tìm hiểu sự thật về giống loài độc ác của mình. Đây. Chúa ta ơi, chúa ta tay tình cameraman ơi. Cố lên. Đau quá, mẹ kiếp. Tên bác sĩ cameraman, các ngươi chịu hồi hắn tới đây chưa? Chúa ta, chúng tôi cho người gọi rồi. Nhưng mà để chúng tôi đi gọi hắn lần nữa. Tới rồi, hắn tới rồi kìa. Tài tình cameraman chúa tể, tôi có một vài chuyện muốn hỏi ông. Mẹ kiếp, ngươi không thấy ta đang bị thương nặng à? Mau qua đây chữa vết thương cho ta, chứ hỏi gì mà hỏi. Tại sao lũ quái vật ngoài hành tinh lại tấn công chúng ta chứ? Bọn chúng không vô duyên vô cớ đến đây náo loạn đâu. Có phải ông làm gì lầm lỗi với bọn chúng không? Chết tiệt, ngươi dám chất vấn ta. Đúng vậy. Mấy năm về trước, ta đã kéo đội quân cameraman tới hành tinh của bọn chúng, ép bọn chúng phải quy phục dưới chân của ta. Nhưng bọn chúng không chịu, nên ta bắt ấu chúa của bọn chúng về đây. Thì ra đó chính là sự thật. Chính là ông. Ông là nguyên nhân đã gây ra cuộc chiến vô nghĩa này. Rất nhiều cameraman bị chết, bị thương đau đớn. Tất cả là do ông. Chết tiệt, tên bác sĩ cameraman này định phản bội là chúa ta Nếu chúng ta không xâm chiếm bọn chúng thì bọn chúng cũng sẽ xâm chiếm chúng ta mà thôi. Đó là quy luật của vũ trụ đây. Ông câm mồm đi. Hành tinh này đã đón nhận rất nhiều cuộc chiến tranh xâm lược. Chắc chắn tất cả đều do ông gây ra. Ngươi định làm gì? Tôi là một bác sĩ đã từng trị thương cho rất nhiều cameraman. Nhưng hôm nay tôi sẽ làm điều ngược lại. Tôi sẽ giải phẫu cơ thể ông, lấy tất cả những tinh túy trong cơ thể ông để bù đắp lại những sai lầm mà ông gây ra. Mẹ kiếp ngươi. Tên bác sĩ cameraman, hắn phản bội là chúng ta rồi. Gì thế này? Người của hắn. Các ngươi đừng sợ,
ta sẽ không làm hại các ngươi đâu. Ta sẽ thay tên chúa tể xấu xa đó phục hưng lại cái hành tinh này. Khổ kiếp, tên quỷ đầu bò kia, ngươi ta thì làm sao? Ngươi bây giờ đã trở thành món đồ chơi của ta rồi. Ta sẽ hành hạ ngươi tới chết, sau đó rút xương tỉ, ăn lấy máu thịt của ngươi, hấp thu sức mạnh của ngươi. Tên khổ kiếp, nếu ta không bị thương trước đó, ta sẽ nghiền nát ngươi thành trăm mảnh rồi. Ồ, vậy à, ta sợ quá cơ. Vậy để ta chơi với ngươi cho bớt sợ nhé. Thứ quái vật đầu bò kia, mau dừng lại. Hả? Kẻ nào đây? Ta chỉ là một người đi ngang qua đây, thấy chuyện bất bình, ra tay giúp đỡ mà thôi. Như thế này là một tay tạch cameraman khác à? Người từ đâu đến vậy? Sao lại biết ta bị thương ở đây mà tới giúp đỡ? Anh bạn, dường như bị thương rất nặng, hãy nghỉ ngơi đi. Còn tôi trước đây là một bác sĩ cameraman ở một hành tinh bí ẩn. Bây giờ tôi đã trở thành một chúa tể Titan ở đó rồi. Tôi đang đi giao trả Âu Chúa cho một loài quái vật ngoài hành tinh. Đi ngang qua đây thì thấy được cảnh tượng đây. Mẹ kiếp, một tên Titan cameraman nữa à? Tên khốn này, ngươi dám xen vào chuyện của ta à? Ta không những xen vào mà ta còn lấy luôn tính mạng của ngươi. Thứ xấu xa đầu bò như ngươi, to gan dám đụng tới loài cameraman bọn ta. Trời trẻ, hãy cẩn thận dưới những móng vuốt của nó, nguy hiểm, có độc lắm đó. Đừng lo cho tôi, mau nghỉ ngơi đi. Tôi từng là một bác sĩ cameraman, bây giờ đã biến thành một tay tành trị thương đặc biệt rồi. Mọi vết thương tôi có thể tự khôi phục, đặc biệt là dính độc gì tôi có thể chữa độc đó. Thứ khốn kiếp này tôi sẽ cho nó nát thành tương. Cái gì? Mày dám khinh thường tao à? Tao sẽ ăn mày, nhai đầu của mày. Thì chết đi đáng ghét đi. Hay lắm, hay lắm chàng trai trẻ. Cậu đúng là một tay tình cameraman đặc biệt. Được rồi, bây giờ tôi sẽ chữa vết thương cho ông. Không cần đâu, không cần đâu. Ta đã quá già nua rồi, đồng đội của ta cũng đã chết hết. Ta không muốn sống trên đời này nữa. Ta chỉ muốn được yên nghỉ mà thôi. Hả? Ông nói cái gì vậy? Ông không phải là kẻ xấu xa thì tại sao phải chết chứ? Hãy cố gắng lên, tôi sẽ trị thương cho ông nhanh thôi. Đừng làm vậy, vô ích. Cậu đúng là một tay tình tốt bụng. Tôi tìm được người thừa kế sức mạnh của mình rồi. Này, ông nói cái quái quỷ gì vậy? Cậu không biết tôi là ai cả, mà đã ra tay giúp tôi. Bây giờ cậu muốn cứu sống tôi nữa. Tôi rất biết ơn cậu. Được rồi, tôi sẽ tặng toàn bộ sức mạnh và năng lượng của mình cho cậu. Không, tôi sẽ không lấy gì cả. Nhanh đi, nếu không, kẻ xấu có được sẽ rất nguy hiểm. Đây, rốt cuộc tay tình cameraman này là ai chứ? Nhưng mình phải chấp nhận lời chân chối của ông ta thôi. Nếu để kẻ xấu có được sức mạnh của ông ta thì không hay tí nào. Gì thế này? Quỷ thần thiên địa ơi, sức mạnh của ông ta lớn quá. Mình đã biến đổi sang một trạng thái gì nữa đây? Được rồi, vậy thì mình sẽ lấy sức mạnh này đi giúp đỡ hồi sinh lại những hành tinh sắp bị tiêu diệt. Vui quá. Mau đập nát cái hành tinh này đi. Loại năng lượng của nó chứa đựng một nguồn năng lượng rất lớn, sẽ giúp chúng ta hấp thu và trở nên khổng lồ hơn. Chết tiệt, ở đây có một hành tinh sắp bị phá hủy nữa rồi. Khốn kiếp, bọn xấu xa kia, hãy dừng lại. Đập đi anh em. Kẻ nào dám can ngăn bọn ta thế này? Là ta là một tay tình cameraman tái sinh. Ta đi khắp tất cả mọi nơi để giúp muôn loài hồi sinh tất cả những hành tinh đã bị chết. Vậy mà các ngươi ở đây phá hoại tất cả mọi thứ. Cái gì? Một tên nhỏ bé như thế này, bọn ta chẳng biết ngươi là ai cả. Ngươi xen vào chuyện bọn ta,
bọn ta sẽ nghiền nát ngươi thành trăm mảnh. Khốn kiếp, khốn kiếp. Được lắm, được lắm. Vậy thì các ngươi cứ gọi ta là đấng tái sinh tối thượng. Ta đến đây để trừng phạt lũ khốn kiếp các ngươi. Cái gì? Ngươi vừa nói ngươi là một tay thành cameraman gì đó, bây giờ ngươi tự nhận là đấng tái sinh tối thượng à? Ngươi xem bọn ta là con nít lên ba hay sao? Mẹ kiếp tên khoác lác này, anh em mau dậm bẹp hơn. Thật đáng ghét, các ngươi dám khinh thường ta hay sao? Vậy được rồi, ta sẽ cho các ngươi thấy toàn bộ sức mạnh của ta, để cho các ngươi biết thế nào là đấng tối thượng tái sinh. Chết, chết đi, hắn mạnh quá. Sâu bỏ hành tinh này đã bị diệt sạch, đến lúc đến hành tinh khác để cứu trợ thôi.